Kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Frank Xing. Tôi vừa mới làm việc tại Memory Care Orange Coast, Hoa Thần Kinh và hiện tại đang cộng tác với bác sĩ Daniel Trương at the True Neuroscience Institute. Tôi chuyên trị những bệnh tổng quát về thần kinh như là nhức đầu kinh niên, tai biến mạch máu não, giật kinh phong, rối loạn cử động và bệnh về bắp thịt. Tôi rất mong có dịp để chăm sóc sức khỏe cho quý vị.